Cầm găng. Dùng dây cái con xe nan luôn nè. Vàng heo vét nó bị gì rồi. Rồi, Trung xin chào tất cả anh em nhé. Đây Trung test cái con động cơ Perkin nhé nè. 4 máy 236 nhé. Cái đời này là đời LG này. Đây, LG nhé. Perkin LG nhé nè. Là T4236 đây. 198 ly. Con này thì cái đời LG thì nó ngon, nó ok hơn cái con H ở chỗ là nó là bét kim nhé. Đời này bét kim, cái dạng bét nó bị sự cố rồi, nó bỏ hết một máy rồi, nổ không có đều nhé nè. Cái khối đấy là cái khối không nổ đó. Chắc là nó bét nó bị đáy hoặc là lý do gì đó Chung không biết. Máy không có một tí hơi thừa luôn nhé nè, máy nổ không có tí hơi thừa nào hết, turbo không rơ luôn, turbo không ăn nhớt nhé. Đây này, cổ lửa này không bị nhớt của turbo, máy không đổ hơi. Có nghĩa là dàn xi lanh bạc của nó thì ok hết đấy. Cái dàn heo bét nó dở rồi đấy, tình trạng máy như vậy đấy. Turbo thì ríu rít luôn nhá, turbo ngon lành ríu rít luôn, turbo Agares này. Không để nét được. Đấy. Khô ráo hết. Bơm tay 4 lỗ nha. Lóc liền lạc hết luôn nè. Lóc khá là sạch đẹp luôn. Treo lên để anh em nhìn thấy rõ nha.
các te này, chân máy này, đề sạc này. Dàn co lửa, turbo, các thứ là còn ok hết nhé. Đây, anh em thợ xem có biết làm cái món này, biết khắc phục sửa chữa cái bộ heo bét này này. Anh em biết thì anh em thử xem giúp nhé. Máy móc bơm nhớt các thứ là còn ok hết, không có một tí hơi thừa luôn. Lớp nào phải kép nha. Đầu trâu tròn nha. Đời này là đầu trâu tròn nha. Của mấy cái đài phát điện với cơ giới đấy. Con này công suất tối đa của cái dòng máy lò dư này thì 83 ngựa. Đặc kim dòng này 83 ngựa. Tùy theo trên lắp được lắp trên cái con gì thì nó sẽ điều chỉnh cái số ngựa, vòng tua cao, vòng tua thấp nhé. Đây này, có luôn cả cái đát còn nằm ở trên cái củ sạc này. Lúc nào bị kép đại cao hơn mấy cái con nằm trên máy cài 265 các thứ nhé nè. Rồi, chung có một cái món hàng đơn giản như vậy, một cái động cơ như vậy đấy. Anh em xem có đúng nhu cầu sử dụng, biết khắc phục sửa chữa, khắc phục cái lỗi mà Trung vừa nói đấy, thì anh em liên hệ nha.